kề vai cùng nhau hát bài ca thân ái. Những lúc ta cảm thấy ưu phiền, hãy để cho tình yêu lên tiếng. Những lúc ta cảm thấy trơ trọi, hãy giang tay ra với đời. Ta mong sao trái đất cùng bình yên, đời sẽ hết đau thương triền miên. Mai đây thôi, tình yêu bước lên ngôi, mang đến hạnh phúc cho mọi người. Tôi linh mục John Bautista Tam Nguyễn Đức Vượng, chính sứ giáo sứ Đức Mẹ La Vang ở tại Tổng giáo phận Galveston, Houston. Rất vui mừng được chào đón quý vị trong chương trình truyền hình ABTV. Khi chúng tôi về đây chỉ có cách 2 năm, một cái số nợ tương đối khá lớn, nhưng mà chúng tôi đã chuẩn bị xong dứt tất cả những số nợ đó và có những chương trình kế hoạch của việc xây dựng phát triển giáo sứ, nhất là lo cho giới trẻ. Bởi vì chúng ta cũng biết được rằng là giới trẻ là mầm non của tổ quốc chúng ta, của quê hương chúng ta và nơi mà các bạn trẻ đang được lớn lên, được sinh trưởng ở tại đây. Và chúng tôi muốn gìn giữ được cái văn hóa cũng như là đời sống đức tin của các bạn. Hiện giờ chúng tôi còn thiếu rất nhiều các phòng ốc. Vì thế mà chúng tôi cũng đang chuẩn bị có những kế hoạch. Nhất là kỳ tới này chúng tôi kỷ niệm 30 năm thành lập giáo xứ. Thì cũng là lúc mà chúng tôi phải khai triển tất cả những chương trình phát triển xây dựng của giáo xứ chúng tôi. Wow. Vậy thì đối với cái hội chợ của năm nay là tất nhiên là giáo xứ đã muốn cây quỹ để mà có những cái sự phát triển này. Vậy thì cha có thể cho con biết là không biết là cái mục tiêu của cái hội chợ năm nay là cái mức như thế nào ạ? Nhưng mà chúng tôi năm nay mặc dù chúng ta còn tới một ngày rưỡi nữa, nhưng mà cho tới ngày hôm nay, riêng buổi tối hôm qua và cho đến hôm nay chúng tôi đã có trên 100.000 mà người ta gửi tới cho giáo xứ của chúng tôi qua các cái bữa ăn, qua chương trình văn nghệ mà tối hôm qua cũng như là hôm nay chúng tôi đang thực hiện. Wow, vậy có thể nói rằng về chương trình cho đến ngày hôm nay là quá là thành công đúng không cha? Dạ, vâng. Vậy thì không biết là trước khi mình chấm dứt với cái cuộc đàm thoại này thì cha có những cái lời gì cảm ơn đến những cái mạnh thường quân cũng giống như là quý đồng hương tại thành phố Houston? Vâng, trước nhất là chúng tôi phải cảm ơn Thiên Chúa, nhất là giáo xứ của chúng tôi mang tên Đức Mẹ La Vang. Chúng tôi đã cầu nguyện qua 7 ngày và hôm nay, hôm qua cũng như là chắc chắn ngày mai thời tiết rất đẹp. Và phải nói một câu là tối hôm qua cái tổng số người lên rất đông. Và điều thứ hai là chúng tôi muốn có những cơ hội để anh chị em đồng bào của chúng ta, lương giáo chúng ta có lúc để chúng ta gặp gỡ nhau, để nghe những cái bài hát hoặc là những câu chuyện tình, hay là chúng ta có dịp để chúng ta chia sẻ tình huynh đệ. Và điều thứ ba, như chúng tôi cũng đã trình bày với quý vị, là giáo xứ của chúng tôi đang cần những sự đóng góp trong việc phát triển, mà quý ông bà và anh chị em đã đến từ khắp nơi. Chúng tôi biết là từ Cali, chúng tôi biết từ Washington DC, từ Virginia, từ Florida, từ Georgia, cũng như là ngay cả bên Việt Nam cũng sang bên đây và có những cơ hội để ngồi lại với nhau. Và dĩ nhiên, nguyên sự hiện diện của quý vị đã là một đóng góp rất lớn cho chúng tôi. Thì huống chi biết bao nhiêu những vị mạnh thường quân, những người đã từng bảo trợ và hy sinh. Có những người không bao giờ nói đến tên của mình, nhưng mà đã từng giúp góp cho chúng tôi. Vì thế, nhân cơ hội này chúng tôi muốn nói lời thứ nhất tri ân Thiên Chúa và xin Thiên Chúa luôn luôn trả công bội hậu trên tất cả những người đã từng lo lắng gìn giữ, nhất là bảo trợ giáo xứ của chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn và gửi lời cầu chúc đến tất cả mọi người trong một đêm được đầy bình an của Thiên Chúa qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và cầu chúc. Cảm ơn cha rất nhiều.
Dạ thưa chị, đây là lòng heo, tức là mình dùng cho cháo hoặc là cho các món lòng để cho ta quý ông người ta nhậu á. Rất là ngon. Vậy thì tôi được biết là mấy ông rất thích ở đây để mà nhậu, thì không biết là ở đây đang có những cái món nhậu nào ạ? Ở đây thì gồm có là lòng heo, heo rừng, dê xào lăn, dạ, và bê thui, và tất cả nhiều món như chẳng hạn như là bánh tráng trộn nè, wow, rồi gỏi cuốn, tức là món dùng cho quý bà quý ông đều có. Dạ vâng. Chị cho Phơi hỏi thêm luôn á là Phơi thấy á là quá là nhiều những nhân viên cũng như là thiện nguyện viên giúp ở đằng sau. Vậy thì làm sao biết được là ai sẽ làm món nào, hay là tự nhiên nhào vô rồi làm đại luôn? Không, tại vì ở đây á là mình nhìn trên mặt bàn và bên ngoài, tức là thiếu cái gì thì tự động vô đây mình làm. Vậy ở trong này làm xong rồi bưng ra cho ở ngoài. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều ha. Cảm ơn chú cũng giống như là những chú khác ở đây đã làm những món ăn để mà quý vị có những món ăn thật là ngon trong hội chợ ngày hôm nay. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì nói chung là rất là đông những quý vị của thành phố Houston. Ngày hôm nay thì Philly đang có mời hai cô ở đây, thấy là hai cô đi ăn rất là nhiều đồ ăn, đi rất là nhiều bạn bè. Cô có thể cho cô biết quý danh của cô không? Tên Thu. Dạ, cô Thu đến từ đâu? Từ League City. League City. Cô cho con biết là cảm giác của cô như thế nào khi mà có mặt trong hội chợ ngày hôm nay? Hôm nay rất là vui, đông đảo, tất cả bạn bè, bà con lối xóm đông đảo vui vẻ, đồ ăn cũng rất là ngon. Dạ. Cô cho con biết là không biết là mấy năm trước cô có đi không? Có, mấy năm trước tôi cũng có đi. Vậy thì so sánh với lại mấy năm trước đó, cô thấy sao về hội chợ năm nay? Năm nay thấy là rất là sung hơn mấy năm trước nữa. Sung hơn hả cô? Vậy thì ngày hôm nay cô đã thử hết mấy món ngon rồi, cái món nào ngon đây? Món nào cũng ngon hết. Nói chung là món nào cũng ngon hết. Bò kho, bò cái gì, đu đủ bò khô nhá. Rồi lẩu dê nhá. Rồi tiết canh dê luôn nữa. Hình như bạn này thích nhậu phải không? Đúng rồi đó, đây là mấy anh nhậu không đây, mấy anh nhậu không đây. Rồi vô đây, mấy anh vô đi. Đúng rồi, vô. Rồi cảm ơn các anh cô chị rất nhiều nha.